Hi, chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Nếp Chanh và mình là Nếp. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một trải bài dự đoán chung. Và cái trải bài dự đoán chung ngày hôm nay nó sẽ có nội dung đó là bạn nên làm gì bây giờ, bạn nên làm gì lúc này. Hiện tại thì chúng ta đang ở trong một cái giai đoạn là hỏa nghịch hành. Và thường á, hỏa nó không giống như thủy tinh. Nó nghịch hành tương đối ít, thủy tinh thì một năm tới 2-3 lần. Còn hỏa thì tương đối ít hơn. Và hỏa thì nó, bởi vì cái tính chất của nó cho nên đôi khi trong cái việc nó nghịch hành, nó sẽ gây ra những cái xung đột, ví dụ như quánh ghen dạo này chẳng hạn, rồi nó tạo cho mình những cái bức bối khó chịu. Và chúng ta cũng đang nằm trong một cái giai đoạn là tiền kim nghịch hành. Và nhìn chung thì mình cảm thấy là chúng ta đang ở trong một cái giai đoạn chuyển giao. Và mình cũng đang dần dần tập làm quen với cái trạng thái mới của cuộc sống, của thế giới. Đó là chúng ta sẽ cố gắng chung sống an toàn với đại dịch chẳng hạn. Và khi mà cái đại dịch này nó qua đi á, cho dù có như thế nào thì nó cũng đã để lại cho chúng ta một những cái bài học và những cái sự thay đổi. Và chúng ta sẽ không bao giờ còn là chúng ta của trước 2020 nữa. Cho nên đối với cái trải bài này thì mình hy vọng có thể mang đến được thêm một số thông tin chỉ dẫn, hoặc là có những cái lời khuyên, sự chia sẻ đối với các bạn nào mà các bạn cảm thấy là không hiểu sao mọi thứ xung quanh bỗng nhiên cảm thấy đảo lộn, hoặc là có nhiều thứ nó khó quá, mình không biết mình nên làm như thế nào, hoặc là mình cảm thấy là mình không có được chia sẻ, mình không có được san sẻ chẳng hạn. Thì mình hy vọng là cái trải bài này nó có thể mang lại một cái thông tin gì đó. Ở đây thì mình không có quy định chính xác là chủ đề gì, nội dung như thế nào. Mình chỉ hỏi chung là bạn nên làm gì lúc này. Và chúng ta hãy cởi mở để đón nhận thông điệp ha. Và đây là thông điệp chung cho nên có thể nó không hoàn toàn đúng với cái trường hợp các bạn. Các bạn hãy đón nhận một cách cởi mở và chọn lọc những cái thông tin có liên quan đến mình. Nếu như các bạn cảm thấy không phù hợp thì đó có thể là câu chuyện của người khác. Và đừng đưa ra quyết định quan trọng nào dựa trên các trải bài chung. Ok, và ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn cho các bạn bốn tụ bài như mọi khi thôi. Hôm nay chúng ta sẽ chọn bút ha. Riết rồi mình không có còn đồ để cho các bạn chọn nữa. Ok, đầu tiên thì cái bút này, cái nụ giống như hoa tulip. Nó giống giống cái hoa anh đào hôm bữa. Mà cái này thì mình mới mua. Đây là tụ thứ nhất. Tụ thứ hai là một cái bút mực bình thường thôi, mực xanh. Tụ thứ ba là một cái bút mực hồng. Và tụ thứ tư là một cái bút đen. Ok, mình sẽ nhắc lại thứ tự là 1, 2, 3, 4. Các bạn có thể chọn số, chọn tụ bài hoặc là chọn một cái bút mà các bạn yêu thích và đón nhận thông điệp đến với mình nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với các bạn ở tụ bài thứ nhất. Chào các bạn ở tụ bài thứ nhất, các bạn đã lựa chọn cái bút hình hoa tulip này. Rất là dễ thương và mình sẽ đặt cái bút của các bạn ở đây nha. Và trong cái trải bài lần này thì câu hỏi của chúng ta đó là bạn nên làm gì lúc này. Với cái trải bài này thì mình có dùng một bộ bài mà các bạn chưa thấy bao giờ, bởi vì trong cái dịp về nhà gần đây á, thì mình mới mang nó theo được. Chứ vật trước mình quên. Đó là bộ thông điệp kết nối. Ok, giờ chúng ta hãy cùng xem câu chuyện các bạn nha. Đây là cái lá bài từ cái tụ mới. Mình sẽ xếp hết bài ra và mình sẽ đọc thông điệp cho các bạn nha. Ok, bây giờ thì mình sẽ đọc thông điệp cho các bạn. Các bạn có lá là lá hiện diện. Và thông điệp của các bạn là: trong một mối quan hệ, việc cho đi hay nhận lại không quan trọng bằng sự hiện diện. Anh ở đây, mẹ đang ở đây với con, em sẽ luôn chờ đó. Là những lời giá trị hơn cả yêu thương hay giải pháp nào được đưa ra. Hiện diện trọn vẹn ở đó vì người mà tôi yêu là món quà lớn nhất mà tôi có thể dành cho họ. Ok, cái
Trải bài này ở đây á thì mình thấy nó liên quan nhiều đến cái việc tình cảm, đến cái chuyện tình cảm, nó đặc biệt dành cho chuyện tình cảm thôi, chứ mà nó nói, nếu mà nói một cách rộng hơn, tổng quát hơn thì nó nói đến cái việc mà cách các bạn đón nhận những cái thứ ở trong cái cuộc sống của các bạn. Thì ở đây á mình cảm thấy là các bạn có thể là các bạn tìm được một đối tượng nào đó các bạn cảm thấy ưng ý, hoặc là các bạn có một cái lời ngỏ lời nào đó mà các bạn cảm thấy là mình cũng có tình cảm với người này, hoặc là các bạn trong một cái trường hợp mà các bạn tìm được một cái công việc gì đó các bạn thích, hoặc là các bạn tìm được một cái chỗ làm, một cái đối tác, nhìn chung là các bạn tìm được một cái điều gì đó các bạn thích. Và cái điều yêu thích này của các bạn á, nó là những cái điều mà nó yêu thích thật sự từ bên trong trái tim của các bạn. Nhưng mà ở đây mình thấy á, các bạn ở trong cái trụ này á, có thể các bạn có đôi chút nào đó các bạn có một cái gì đó các bạn chần chừ, các bạn do dự, các bạn không có dám tiến lên. Có thể là trong quá khứ các bạn đã chịu nhiều cái tổn thương liên quan đến cái vấn đề tình cảm chẳng hạn, hoặc là cũng có thể là các bạn chịu nhiều cái sự chi phối của người khác. Các bạn luôn có cha mẹ hoặc là có một người nào đó nói với các bạn là nên làm như thế này, nên làm như thế kia, và các bạn không có quyền các bạn tự quyết định cái cuộc sống các bạn. Cho nên lâu dần nó tạo thành cho các bạn một cái giống như là một cái thói quen xấu gì đó. Các bạn không có dám nói lên tiếng nói của mình, các bạn không có dám chọn điều mà các bạn thích. Và những cái điều này nó tác động rất là lâu dài đến cuộc sống các bạn. Thì ở đây mình thấy cái thái độ các bạn đó đối với cái cuộc sống đó, các bạn đang nằm ở trong cái thái độ mình cảm thấy là hơi thụ động. Có nghĩa là các bạn thụ động và cái kiểu như các bạn lo sợ nè, các bạn lo lắng, các bạn hơi bi quan về những cái điều mà nó sẽ đến trong cuộc sống các bạn. Ví dụ như có thể là các bạn từ chối tất cả những cơ hội mới, từ chối cái việc bước ra khỏi vùng an toàn của mình, bởi vì đó không phải là những gì các bạn quen, bởi vì các bạn sợ thất bại, các bạn sợ thế này thế kia, các bạn lo lắng, các bạn suy nghĩ. Thì trong cuộc sống của chúng ta có đôi lúc chúng ta là một cái thời gian để chúng ta nghĩ về bản thân mình, chúng ta không làm gì cả, chúng ta xuôi dòng. Nhưng mà trong cái giai đoạn này đối với các bạn á, thì mình thấy việc các bạn hành động mới đúng là việc các bạn xuôi dòng, mới đúng là cái việc cần để các bạn làm ngay lúc này. Và mình thấy ở đây á, cho dù cái trường hợp các bạn là gì, các bạn đang ở trong một công việc mới hay mối quan hệ mới hay bất kỳ điều gì, thì các bạn cũng đang ở trong cái giai đoạn nền tảng thôi. Có nghĩa là các bạn đang xây dựng những cái nền tảng, xây dựng những cái gì ban sơ nhất cho cái tình cảm này. Và mình thấy á, là các bạn giống như là các bạn đang sống ở tương lai quá nhiều. Ví dụ như là các bạn sao các bạn sợ quá khứ là mình bị tổn thương, mình bị phản bội thế này thế kia. Rồi sau đó các bạn vượt qua được nỗi sợ quá khứ đó, các bạn chấp nhận cái người này. Rồi khi mà chấp nhận cái người này rồi, cái mối quan hệ này nó vẫn đang phát triển, nó vẫn đang lớn lên đó, thì các bạn lại bắt đầu sợ là tương lai nó như thế nào, rồi tương lai liệu mình có hạnh phúc không, tương lai mình có bị cắm sừng không, tương lai sẽ ai ở nhà, ai đi làm, ai chăm con, rồi con cái như thế nào. Có nghĩa là hả, các bạn đang ở trong cái tình huống là một là các bạn tuột về quá khứ, hai là các bạn ở trong tương lai và các bạn rất là thụ động, với bạn thụ động, các bạn lo sợ và các bạn bỏ quên mất cái hiện tại của mình. Thì ở đây mình thấy á, cái giai đoạn này nè, các bạn đang có rất là nhiều cái sự thôi thúc là các bạn hãy làm đi, các bạn hãy hành động đi. Cho dù các bạn được thôi thúc làm gì, các bạn được tạo cảm hứng để làm gì, thì mình khuyên các bạn là hãy cứ làm cái điều đó. Và khi mà các bạn làm điều gì đó với tình yêu á, với cái lòng nhiệt tình á, và với những cái tích cực, cái sự hy vọng bên trong các bạn á, thì cái việc đó nó sẽ trở nên rất là tốt đẹp. Đừng bắt đầu một cái việc gì đó với nỗi sợ, đừng có biến cái điều mà các bạn yêu thích thành một cái nỗi sợ, sợ thất bại, sợ người khác không đón nhận, sợ này sợ kia, thì những cái điều đó nó sẽ không tốt cho cái sự phát triển bên trong cuộc sống các bạn. Và mình thấy ở đây ha, mình nghĩ là cái việc mà các bạn cứ hãy để cho những cái mối quan hệ nó phát triển tự nhiên. Và ở đây mình cũng cảm giác được đó là đôi khi các bạn đừng có lo là cái người kia họ họ muốn gì ở mình, liệu mình có đủ tốt cho họ hay không, liệu mình như thế này thế kia. Thật ra đôi khi trong một mối quan hệ á, thì mình thấy là chỉ có các bạn nghĩ nhiều thôi, chứ nhiều khi cái người đó họ cũng chỉ mong muốn là có bạn ở bên cạnh, có một cái người trò chuyện, có một cái người chia sẻ, chứ thật ra họ không có mong muốn quá nhiều. Đối với mình á, cái lá hiện diện này á, trước nhất á, là các bạn phải hiện diện cho bản thân các bạn trước trong giây phút hiện tại đã. Đừng sống trong quá khứ và đừng sống với tương lai, và cũng đừng có tìm cách né tránh hay thụ động với hiện tại nữa. Hiện tại các bạn mới là cái nền tảng, mới là cái sự thật mà các bạn cần phải đặt tâm chú ý.
Nếu thật sự các bạn có một cái mối quan hệ nào đó thì mình cảm thấy cái mối quan hệ này nó có nhiều cái yếu tố mà mình nghĩ là nó có thể phát triển được. Cho nên nếu các bạn nằm trong trường hợp đó, hãy cho mối quan hệ đó một cái cơ hội. Và mình nghĩ là có thể nha, trong cái xu hướng tiếp theo là cuộc sống của các bạn nó sẽ có nhiều cái rung lắc. Có nghĩa là nó sẽ có nhiều cái tình huống nó khiến cho các bạn buộc phải đối diện với vấn đề của mình, đối diện với thực tại của mình và sống trong thực tại của các bạn. Bởi vì mình thấy giống như là có thể các bạn đã đặt câu hỏi là tại sao các bạn cứ phải gặp những cái tình huống khó khăn, tại sao cuộc sống các bạn không thoải mái. Và mình nghĩ rằng trong trường hợp này vũ trụ đã đáp lời các bạn. Có nghĩa là vũ trụ đã cho phép các bạn trải nghiệm cái thực tại, nó tạo nên nhiều cái sự khó khăn, nhiều cái sự không thoải mái để các bạn có thể dám đương đầu với cái vết thương bên trong mình, đương đầu với cái hoàn cảnh khó khăn đó để các bạn hoàn thiện và các bạn thoát khỏi cái hoàn cảnh đó. Thì mình cảm thấy nếu các bạn đang nằm trong một cái tình huống nó không có được thoải mái lắm thì đó là một cái lời đáp của vũ trụ rằng tại sao các bạn cứ phải chịu những điều như thế. Thì bây giờ vũ trụ đã cho các bạn đẩy cái mức độ lên cao nhất để các bạn có thể nhìn thấy được cái việc mà các bạn phạm phải, hoặc là nhìn thấy được những cái sự khó chịu trong đó để các bạn thoát ra khỏi cái sự việc này. Và mình nghĩ đó là một cái cơ hội tương đối tốt. Mình thấy rằng á, khi mà các bạn xuôi theo dòng và các bạn chịu để cho cái thực tại này được hoạt động và thôi lo sợ, thôi nghĩ đến những cái khía cạnh tiêu cực á, thì rất là nhiều cái điều các bạn mong muốn nó sẽ đến một cách rất là ngẫu nhiên. Ok, và đó là những gì mà mình nhìn thấy dành cho các bạn ở tụ bài thứ nhất. Mình hy vọng rằng sẽ mang đến được những cái thông tin có ích dành cho các bạn. Mình chúc các bạn may mắn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trải bài và hẹn gặp lại các bạn trong những trải bài sau. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với các bạn ở tụ bài thứ hai. Chào các bạn ở tụ bài thứ hai, các bạn đã lựa chọn cái bút xanh này. Trên thân cái bút là rất là nhiều con khủng long này, rất là dễ thương. Mình sẽ để cái bút ở đây. Còn câu hỏi ngày hôm nay đó là bạn nên làm gì lúc này? Và ở đây thì mình có một lá bài thông điệp của cho các bạn, mình sẽ đọc cái lá bài đó nha. Các bạn có thông điệp các bạn ở đây đó là vui sống. Tôi đến với thế giới này để vui sống. Mọi điều tôi làm, mọi dự định hay suy tư, mục đích cuối cùng đều là hạnh phúc. Vì vậy, tôi chọn vui sống ngay giây phút này. Tôi để trái tim mình hát vang lên niềm vui, trải nghiệm sức mạnh chữa lành của niềm vui. Tôi cười và hân hoan vào đời. À, với đời, với người, để niềm vui lan tỏa và thăng hoa. Ok. Nói chung mà cái trả bài của các bạn nó rất là rõ ràng cái chuyện đó luôn. Ở đây á, mình cảm thấy á, là cái cuộc sống các bạn nó đang không có được vui. Nó đang không có được vui vẻ. Và cái sự không vui này nó đến từ một cái tình huống mà ở đó mình cảm thấy các bạn không có được là chính mình. Có thể các bạn bị vướng vào một cái công việc mà các bạn cảm thấy nó không có còn hứng thú nữa. Mỗi ngày đi làm là một cái sự mệt mỏi, sự khó nhọc. Mỗi ngày các bạn mở mắt dậy là các bạn không không có bao giờ muốn đi làm. Lên cơ quan thì chỉ muốn thời gian trôi nhanh lên. Các bạn mất đi cái sự hăng hái, mất đi cái niềm vui trong công việc. Cũng có thể là các bạn vướng mắc vào một cái mối quan hệ nào đó mà các bạn cảm thấy quá mệt mỏi. Các bạn cảm thấy đó chỉ là những cái sự ràng buộc, đó chỉ là những cái điều nó không còn ý nghĩa, nó vô nghĩa. Cả hai tổn thương lẫn nhau rồi tổn thương bản thân mình vì không có vì một cái điều gì cả. Thì ở đây á, mình cảm thấy á, là đã đến lúc để các bạn rời đi. Các bạn có rất là nhiều lá nói về cái việc là các bạn phải thoát khỏi cái tình trạng này, bởi vì những cái tình trạng này nó không có tốt cho cái sự phát triển các bạn và nó đang kìm hãm các bạn rất là nhiều. Nó khiến cho các bạn không có còn nhiều cái chỗ trống trong trái tim mình để đón nhận những cái hạnh phúc, để đón nhận những cái tình yêu trong cuộc sống nữa. Và ở đây á, đã đến lúc các bạn rời khỏi cuộc sống này rồi. Và có một cái điều gì đó nó tốt đẹp hơn, nó phù hợp hơn, nó mang nhiều cái niềm vui đến cho các bạn hơn. Chúng ta tùy theo cái mức độ chúng ta phát triển, tùy theo cái sự nhận thức của chúng ta. Ví dụ trước đây chúng ta cảm thấy là
địa vị cao, tiền bạc nhiều thì mới là hạnh phúc. Nhưng mà tùy theo thời gian khi mà chúng ta đến được cái đỉnh đó rồi và chúng ta cảm thấy là hóa ra nó không phải vậy, hóa ra chúng ta không hạnh phúc vì những điều đó, thì lúc này các bạn mong muốn những cái điều khác, đó là chuyện hoàn toàn bình thường. Và những cái điều khác đó đây á, nó đòi hỏi các bạn là các bạn phải buông cái cũ ra thì cái mới nó mới có chỗ, nó cái khoảng trống trong cuộc sống các bạn để nó tiến vào, để nó có những cái sự tác động cho các bạn. Cho nên á, nếu mà các bạn ở trong một cái tình huống mà công việc chẳng hạn, hoặc là nếu mà các bạn trong tình huống mà mối quan hệ á, thì ở đây mình cũng thấy rất là rõ một cái điều á, là hai bạn có thể hai bạn không có còn hợp nhau nữa, và cái mối quan hệ của các bạn nó chỉ còn là những ràng buộc thôi, và nó sẽ đương nhiên rồi nó sẽ không còn những cái gì mà nó hạnh phúc nữa. Nếu các bạn nằm trong cái trường hợp đó thì thật ra đây cái quyết định mà buông bỏ là một cái quyết định mà nó sẽ mang lại cái điều tốt cho cả hai. Giống như là chúng ta chưa chưa biết mà chúng ta liệu có chia tay nhau hoàn toàn hay không. Có thể là tương lai khi chúng ta khác rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau chẳng hạn. Nhưng mà ở đây các bạn cần phải buông nhau ra. Các bạn phải cho nhau một cái cơ hội, một cái cuộc sống mới. Ít nhất là một cái khoảng không gian để thở, để các bạn có thể bắt đầu cảm nhận lại những cái tình yêu. Nếu các bạn mình cảm thấy cái ngọn lửa yêu thương ở trong trái tim các bạn nó đã không có còn cháy mạnh mẽ nữa, thậm chí nó khá là leo lắc á, có nghĩa là chính bản thân các bạn còn cảm thấy không yêu thương mình, còn không có tình yêu ở trong trái tim, thì các bạn không thể offer, các bạn không thể cho ai cái gì hết, các bạn chỉ có thể cho thứ các bạn có thôi. Giống như là nếu bản thân các bạn đang ở trong một tình huống đau khổ thì người đầu tiên chịu chịu cái nỗi đau từ cái sự đau khổ đó là các bạn sẽ là đối tượng đầu tiên bị, và sau đó các bạn sẽ gọi là mình dùng cái từ giống như là thầy Thích Nhất Hạnh đó, là các bạn sẽ vung vẩy cái sự đau khổ đó cho tất cả những người xung quanh, dù bạn cố ý không cố ý, dù đó là người lạ hay là người thương của các bạn. Cho nên nó điều đầu tiên chúng ta phải làm là chúng ta phải giải thoát mình ra khỏi đau khổ, và bằng cái cách đó chúng ta cứu không chỉ bản thân mình mà là cứu luôn cả người khác. Cho nên nếu trong một trường hợp nào, ở trong trường hợp này nè, các bạn cảm thấy mình thật sự mình không thể tiếp tục nữa, mình không có hạnh phúc, thì mình khuyên các bạn hãy rời đi, không chỉ vì các bạn mà còn vì đối phương, mà còn vì cái tình huống đó nữa. Và ở đây mình thấy á, là các bạn nên có một cái khoảng thời gian nghỉ ngơi, hướng về thiên nhiên, ví dụ về quê hoặc là về những cái nơi mà các bạn cảm thấy là nhà. Nếu mà các bạn mong muốn nuôi một thú cưng nào đó lâu rồi thì mình nghĩ các bạn nên tiến hành nuôi. Hoặc là có thể các bạn tiếp xúc gần với thiên nhiên nè, trồng cây, tiếp xúc gần với trẻ nhỏ. Đó là những cái điều nó sẽ mang lại cho các bạn, nghĩa là mình hay thấy đó là những cái nguồn năng lượng thuần khiết á, và nó chân thật, nó như thế nào nó như thế đó, để cho các bạn gợi lên những cái yêu thương ở bên trong bản thân các bạn trước. Giống như bây giờ chúng ta đang ở trong cái giai đoạn mà chúng ta tái tạo lại đất á, cải tạo lại đất á, cải tạo lại cái mảnh đất trái tim các bạn. Và mình nghĩ rằng á, các bạn nên nhìn nhận lại vấn đề với một cái góc nhìn khác, hãy đừng nhìn mọi thứ nó là tiêu cực, nó là u ám nữa. Thật ra khi mà một điều này nó rời đi á, có nghĩa là một điều khác nó phù hợp hơn nó đến cho các bạn. Trên đời này không có gì ngẫu nhiên, và trái tim chúng ta là một cái định vị, nó sẽ luôn luôn cố gắng hết sức đưa các bạn đến với cái điều mà các bạn thật sự là. Và năng lượng á, và năng lượng tần số thì nó không có biết nói dối, nó không có biết bẫy chúng ta đâu. Cho nên nó những cái người mà các bạn cảm thấy phù hợp là thật sự phù hợp, còn không phù hợp thì có nghĩa là không phù hợp thật. Cho nên các bạn đừng có cảm thấy là mình như vậy là sai hay là như gì hết. Các bạn hãy lựa chọn một cái điều đó khiến các bạn thoải mái. Các bạn đang bị thiếu vắng mất cái việc mà các bạn cảm thấy thế giới này là một cái thế giới nó tuyệt vời, nó nhiệm màu. Các bạn đang không có nhìn thấy được những cái sự kỳ diệu ở trong thế giới này. Cho nên mình khuyên các bạn á, là trước mắt á, hãy cứ chọn những cái phương pháp khiến các bạn cảm thấy thoải mái, và rời đi những cái tình huống kìm hãm, kiềm chế và khiến cho các bạn cảm thấy khó chịu. Tìm cách nuôi dưỡng lại cái tình cảm và cái cảm quan tích cực ở trong mình. Và mình giống như những cách mình nói đó, những cái cách mình nuôi thú cưng hay trồng cây rồi đại khái như vậy đó, làm những việc đó. Và cái hành trình này là một cái hành trình mà mình nói là không phải là nhanh chóng thôi, nó sẽ tốn thời gian từng bước từng bước. Ngày hôm nay các bạn tiếp xúc với cái điều đó các bạn khó chịu, nhưng mà các bạn ý thức được là cái sự khó chịu nó bắt nguồn từ đâu,
nó từ cái phần nào ở bên trong mình. Thường mà khi các bạn khó chịu, các bạn bực bội á, là một cái phần nào đó nó chưa được lành lặn bên trong các bạn, nó bị kích hoạt, nó bị trở nên khó chịu. Thì mỗi ngày các bạn ý thức được cái điều đó, các bạn quan sát bản thân mình là mình bị kích hoạt vì cái điều gì. Như bản thân mình là một người, mình có yếu tố Bạch Dương ở trong cái bản đồ sao của mình, và cho nên thường á là cái yếu tố Bạch Dương nó làm cho mình nhiều khi cảm mình thấy rất là gọi là sao hơn, kiểu kiểu mình có mạnh Bạch Dương nè, mình mạnh Ma Kết nữa, cho nên thành ra nhiều khi là cảm thấy là rất là bị nói là mình, khi mà một người khác không có đồng ý với cái ý kiến của mình, không có tán đồng đó, thì mình cảm thấy rất là khó chịu. Nhưng mà lâu dần khi mà mình ý thức được bản thân mình khó chịu tại vì sao, tại vì mình nghĩ rằng cái việc người ta phản đối lại cái ý kiến của mình nó khiến cho cái giá trị bản thân mình sụt giảm chẳng hạn, và mình nhìn thấy được và mình bỏ đi cái tư tưởng sai đó, mình bỏ đi cái điều sai đó, thì như vậy á sẽ khiến cho bản thân mình trở nên dần dần cải thiện, nó nuôi dưỡng lại cái góc nhìn tốt đẹp, nó nuôi dưỡng lại cái sự hào hứng, cái niềm vui bên trong các bạn. Và khi mà từng bước các bạn cố gắng nhìn nhận cái vẻ đẹp ở trong mỗi cái hoàn cảnh á, thì sau đó các bạn sẽ cảm thấy cái thế giới này thật sự là một cái thế giới tốt đẹp. Và tất cả những cái gì ở bên thế giới bên ngoài nó là phản ánh thế giới bên trong các bạn. Cho nên cái giây phút khi mà các bạn buông được những cái gì khiến các bạn nặng nề, các bạn khó khăn á, các bạn sẽ lập tức cảm thấy rằng thế giới này nó thay đổi. Và mình hy vọng rằng những cái sự thay đổi tốt đẹp nó sẽ đến trong cuộc sống các bạn. Đó là những gì mà mình nhìn thấy dành cho các bạn ở tụ bài thứ hai. Mình hy vọng là mang được những cái thông tin có ích dành cho các bạn. Mình chúc các bạn may mắn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trải bài và hẹn gặp lại các bạn trong những trải bài sau. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với các bạn ở tụ bài thứ ba. Chào các bạn, chọn tụ bài thứ ba, các bạn đã chọn cái bút hồng này. Mình sẽ để nó đây. Và trải bài chung ngày hôm nay đó là bạn nên làm gì lúc này. Chúng ta hãy cùng coi câu chuyện các bạn nha. Mình siêu siêu thích cái lá này. Cái lá hải cốc của bộ này. Ok, cái trải bài này á, thì các bạn, cái lá của các bạn có đây á là lá tự do. Và bây giờ mình sẽ đọc cái thông điệp của lá này cho các bạn nha. Trước đây, tôi nghĩ rằng tự do đơn giản là được làm điều mình muốn, không bị ràng buộc vào những quan điểm hay định kiến xã hội. Nhưng khi nhận thức về bản thân tốt hơn, tôi hiểu tự do thật sự còn là không bị kìm kẹp trong chính những quan điểm và định kiến của bản thân. Không còn bám chấp vào ý niệm hay ngôn từ. Tự do thật sự giúp tôi bay cao và vượt qua các giới hạn của bản thân. Tự do. Ở đây á thì mình thấy cái câu chuyện của các bạn nó kiểu như thế này. Có nghĩa là ở đây á mình cảm thấy các bạn đang được khuyến khích, các bạn đang được khuyến khích, các bạn đang được cổ vũ để ví dụ như nếu mà các bạn có một cái mong muốn nào đó, các bạn có một cái đam mê khao khát nào đó, ví dụ như các bạn trước giờ các bạn là một người rất là đam mê về nghệ thuật, nhưng mà các bạn lại sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống là bác sĩ chẳng hạn, hoặc là các bạn là một người rất là thích nghề giáo nhưng mà các bạn lại sinh ra trong một cái gia đình mà truyền thống là làm kinh doanh chẳng hạn, ví dụ vậy. Thì ở đây á thì cái câu chuyện nó nói á, là các bạn được khuyến khích làm hai việc. Việc thứ nhất á là các bạn đánh thức cái sức mạnh bên trong các bạn. Cái sức mạnh này nó phải đến từ cái niềm đam mê, cái niềm yêu thích của các bạn. Liệu các bạn có biết cái gì thật sự đam mê không? Một khi mà các bạn đã tìm được cái gì các bạn thật sự đam mê và các bạn dám đi theo nó á, cái điều đó nó đòi hỏi một cái sự dũng cảm, một cái lòng dũng cảm và một cái sức mạnh nội tâm rất là nhiều. Ở đây nó có một cái lời khẳng định á là các bạn, nếu các bạn đi theo cái ý tưởng của mình, các bạn đi theo cái ước mơ, các bạn đi theo cái đam mê của mình á, thì cái cơ hội nó nằm ở phía trước, cái thành công và cái những gọi là cái giống như là kiểu như là các bạn sẽ có được cái củ cải vật chất dồi dào, cái tiềm năng dồi dào nó đang chờ các bạn ở phía trước. Và mình thấy á, nếu như các bạn là những người mà các bạn đang chờ cái cơ hội đó chẳng hạn, các bạn đang thật sự trong cái tình huống này mà các bạn chờ cơ hội đó á,
thì khả năng á, là khoảng vài tuần nữa các bạn sẽ nhận được những cái tin tức, các bạn bắt đầu nhận được những cái tin tức hoặc là những cái sự giúp đỡ nó đến trong cuộc sống các bạn. Và mình thấy á, cái này nó cũng không chỉ bao gồm mà cái việc mà các bạn thích một cái điều gì đó đâu, ước mơ đâu, mà nó còn nằm ví dụ như các bạn muốn muốn đổi nhà nè, đổi chỗ ở, các bạn muốn di chuyển đến một cái vùng khác, các bạn muốn học cao lên. Nói chung là tất cả những cái khía cạnh mà các bạn cảm thấy là mình rất là muốn, mình rất là đam mê, nhưng mà những người khác nói là không được, không được. Rồi những cái điều đó nó gieo vào trong đầu các bạn những cái việc như là mình không được đâu. Nếu mà mình muốn đi nước ngoài thì mình phải rất là nhiều tiền. Hoặc là nếu mà mình muốn làm cái công việc đó thì mình phải quen người này người kia, mình phải rất là tốn nhiều chẳng hạn như thế. Thì những cái điều đó là nó không đúng. Nó không đúng ngay từ trong chính cái suy nghĩ của các bạn. Tất cả những cái gì cái người khác nói là không quan trọng, quan trọng là các bạn tự nói với bản thân mình điều gì, và liệu các bạn có để những cái điều người khác nói nó ảnh hưởng đến cái suy nghĩ và cái niềm tin các bạn hay không. Chỉ cần chúng ta dám tin thì tất cả mọi thứ nó sẽ thành hiện thực hết. Ở đây á, các bạn có một cái lá là khuyên các bạn là hãy quay về với bản thân mình, làm bạn với bản thân mình, trở thành một phần một cái người mà lúc nào cũng lắng nghe, lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe, lúc nào cũng bao dung cho chính các bạn. Bởi vì ngay bây giờ khi mà các bạn đang ở trong những cái bước ngoặt, có thể các bạn là vừa mới thi đại học xong chẳng hạn, hoặc là vừa mới có một cái ngã rẽ nào đó, vừa mới bị đẩy đến một cái việc mà các bạn phải chọn một cái gì đó, thì đó đây chính là lúc mà các bạn cần làm một cái người bạn thân của bản thân mình, thấu hiểu bản thân mình, để cho các bạn có thể có những cái lựa chọn mà nó thật sự nó trùng khớp với cái niềm đam mê ở trong lòng các bạn. Thì mình thấy á, nếu như cái giai đoạn này nếu mà các bạn tìm kiếm rồi nhưng mà các bạn cảm thấy nó vẫn còn mù mờ, nó vẫn chưa có cái gì rõ ràng hết á, thì ở đây mình thấy á là các bạn đang đang đúng là các bạn đang đi theo đam mê rồi, nhưng mà nó chưa có hoàn toàn là ra các bạn gọi những cái điều khác trong cuộc sống tới đâu, mà các bạn đang ở trong cái giai đoạn là các bạn rửa bớt những cái điều cũ, các bạn bỏ đi những cái điều cũ đã, bỏ đi những cái niềm tin cũ. Và ở trong cái thực tại này của chúng ta nè, ở trái đất á, thì chúng ta có một khoảng thời gian từ cái việc mà chúng ta suy nghĩ tập trung đến cái việc chúng ta kiến tạo cái thế giới thật sự bên ngoài. Cho nên á, trong cái khoảng thời gian đó các bạn là chúng ta đẩy bớt những cái điều cũ ra, chúng ta bỏ đi những cái điều cũ và chúng ta kéo những cái điều mới tới, cho nên nó có còn một khoảng thời gian. Và mình thấy đây các bạn có một mốc thời gian là vài tuần lễ nữa. Cho nên thành ra các bạn hãy dành cho mình nhiều thời gian hơn, dành cho mình nhiều cái sự lắng nghe hơn, quay về bên trong mình và cứ tiếp tục nuôi dưỡng những cái ước mơ, những cái điều mà các bạn thật sự thích. Và cái vấn đề quan trọng á là trái tim các bạn có muốn hay không. Chứ còn cái việc là ví dụ như các bạn, người ta nói là đó giờ đâu có ai làm nghệ thuật đâu, bây giờ bạn làm nghệ thuật thì đâu có ai giúp đỡ bạn. Các bạn có thể thấy bằng không có thấy được những cái điều đó là có ai giúp hay là như thế nào, nhưng một khi mà cái điều đó mà các bạn đủ lớn và các bạn tập trung mong muốn năng lượng vào cái điều đó và các bạn thật sự tin là mình làm được á, thì tự nhiên những cái thứ cần thiết cho các bạn nó sẽ đến, những cái người cần thiết cho bạn sẽ đến. Giống như có câu nói là khi mà học trò thật sẵn sàng á, thì người thầy xuất hiện. Chỉ cần bạn sẵn sàng, chỉ cần bạn ok, bạn ổn với chính bản thân mình, bạn tin điều đó, tất cả mọi thứ nó sẽ rớt đúng chỗ của nó. Và chúng ta không cần phải phải làm cái gì hết, chúng ta không cần phải tuyệt vọng. Việc của các bạn là tin. Còn như thế nào, cái việc các bạn là các bạn trả lời câu hỏi why đó, tại sao các bạn muốn điều đó, tại sao các bạn lại muốn như thế. Còn cái việc how á, như thế nào á, là chuyện của vũ trụ, của cuộc sống này sẽ lo cho các bạn. Và mình nghĩ rằng nếu các bạn muốn có một cái khẳng định nào đó, thì ở đây mình muốn nói á, là cái đội giúp đỡ các bạn, những cái vị thần hoặc là những người các bạn tin tưởng á, đang rất là cố gắng nỗ lực để giúp cho các bạn. Mọi người đang cố gắng hết sức, cho nên bạn cũng hãy cố gắng hết sức hợp tác với vũ trụ, thả bớt những cái niềm tin sai lầm, chỉnh sửa lại cái hệ thống niềm tin của bản thân mình, tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình, và những cái điều đó mình tin rằng nó sẽ đơm hoa kết trái. Và mình thấy là các bạn đang có được một cái cơ hội rất là tốt. Nếu có thể thì các bạn hãy thực hiện những việc giống như là các bạn có thích đi bơi không, thì mình đi bơi, ngâm mình trong nước, có những cái sự gột rửa tắm gội sạch sẽ, chăm chút cho bản thân mình, để ý rất là kỹ về cái việc mà dọn dẹp nhà cửa và vệ sinh thân thể cá nhân của các bạn. Các bạn cần có một cái giống như là các bạn đang ở trong quá trình các bạn tẩy sạch, rửa sạch nhà, dọn nhà để đón người khách mới đó.
Cho nên các bạn ở đây, các bạn cần chăm chút nhiều hơn cho môi trường sống, điều kiện sống, hoàn cảnh sống và cho chính bản thân các bạn, để chúng ta thật sự sẵn sàng khi mà điều mới tới chứ. Cho nên giống như mình nói, tất cả mọi người đều đang làm rất tốt, và mọi người cũng khuyến khích các bạn là hãy làm rất tốt, hãy làm tốt nhất có thể cái việc bạn muốn làm, bạn thích làm, cái niềm đam mê của các bạn, và mọi thứ nó sẽ đâu vào đó, chỉ cần các bạn có niềm tin. Và đó là những gì mình nhìn thấy dành cho các bạn ở tụ bài thứ ba. Mình hy vọng là mang được những thông tin có ích dành cho các bạn. Mình chúc các bạn may mắn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trải bài và hẹn gặp lại các bạn trong những trải bài sau. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với các bạn ở tụ bài cuối cùng, tụ bài thứ tư. Chào các bạn, ở tụ bài thứ tư các bạn đã lựa chọn cái bút đen này. Và mình sẽ để nó đây. Câu hỏi ngày hôm nay đó là bạn nên làm gì lúc này? Đối với các bạn tụ này thì mình sẽ rút cho các bạn hai lá nữa. Và cái lá bài các bạn có một cái lá thông điệp ở đây, đó là lá duyên. Mọi chuyện diễn ra không phải là diễn ra với tôi, mà là diễn ra vì tôi, dành cho tôi. Bất cứ điều gì xảy ra đều đúng thời điểm, nó không thể xảy ra sớm hơn hay muộn hơn. Tôi không buộc phải thích điều đang diễn ra, nhưng nếu tôi thích nó, đón nhận nó, cuộc đời sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đó là cái thông điệp cho bạn, nhưng mà thật ra đối với bản thân mình á, thì cái thông điệp này nó có một cái, đó là bạn không buộc bị thích. Nói chung là đối với một cái việc nó xảy ra, bản thân cái việc xảy ra đó nó không có mang ý nghĩa nào hết, chính vì cái sự phản ứng của chúng ta nó mới có ý nghĩa. Nhưng mà đó là đôi khi nó trở thành một cái bẫy, có nghĩa là trong những cái trường hợp mà các bạn rất là buồn, xong các bạn coi những cái trải bài, các bạn thấy là đó là việc các bạn còn diễn ra, nên diễn ra như vậy, cho nên các bạn hãy vui lên, thì vô tình nó có thể dẫn đến khi các bạn kìm nén, kiềm chế những cái nén, những cái cảm xúc các bạn lại, các bạn không đối mặt với nó, thì cái điều đó mình cảm thấy nó cũng không có thật sự là gọi là sao, nó là tốt cho các bạn. Cho nên vấn đề đây á, các bạn cũng có thể buồn được chứ. Các bạn, mình nghĩ là quan trọng nhất là chúng ta thành thật với cảm xúc của mình, và chúng ta biết được rằng chúng ta không phải cảm xúc. Trời giống như trời đó, lúc mưa lúc nắng, chúng ta có vì một số ngày trời mưa mà chúng ta ghét những ngày nắng không? Không, không hề. Và nắng hay mưa nó chỉ là một cái trạng thái, bản thân bầu trời nó vẫn như vậy. Chỉ cần các bạn nhớ là các bạn là bầu trời, và nắng hay mưa là nó sẽ đến và nó sẽ đi thôi. Và cái cách chúng ta phản ứng với một vấn đề nó mới tạo nên cho chúng ta những cái sự đau khổ, hoặc là những cái sự chúng ta cảm thấy không mong muốn. Cho nên ở đây với cái thông điệp này thì mình thấy cái cụm là không buộc phải thích điều đang diễn ra, nhưng nếu thích nó, đón nhận nó, cuộc đời sẽ dễ dàng hơn. Thật ra mình cảm thấy là cái cụm này nó không cần thiết lắm, nó cũng không hẳn là sai, nhưng mà nó sẽ dễ dẫn đến những cái việc là các bạn kìm nén cái cảm xúc của mình, và mình cá nhân mình thì mình không khuyến khích cái điều đó. Các bạn không nên nén bất cứ điều gì hết. Các bạn bước đầu tiên để chữa lành, để các bạn hiểu đó, đó là các bạn phải thành thật với cảm xúc các bạn. Đau thì là đau, vui thì là vui, thất vọng thì là thất vọng. Chúng ta phải nhận diện được cái cảm xúc của chúng ta trước, cảm nhận nó trước, và từ đó chúng ta mới có thể chuyển hóa nó được. Cho nên đó là cái kiến của mình về cái câu này. Nhưng mà thật ra thì cái nội dung cái câu này thì rất là đơn giản. Cái nội dung cái câu này nó chỉ là tất cả mọi thứ diễn ra là vì bạn và cho bạn, cho cái sự phát triển các bạn vậy thôi, đơn giản như vậy thôi.
Thì ở đây á, mình thấy cái vấn đề của các bạn như thế này. Cái vấn đề là nói chung cái tụ bài này thì nó cũng không không rõ lắm, nhưng mà mình có một cảm giác đó, nó liên quan đến chuyện tình cảm. Nó không nhất thiết phải là chuyện tình cảm lứa đôi nha, nó có thể là chuyện tình cảm về về một tình bạn nào đó, hoặc là tình cảm gia đình. Và ở đây á, mình thấy giống như là bạn là một cái người có thể là cái trong cái trường hợp này mình cảm giác cái người của tụ này á, là một cái người có thể tương đối trẻ. Các bạn tương đối còn trẻ, hoặc là ít nhất là cái tâm thức các bạn còn trẻ, và có thể trước giờ các bạn có cái tính của các bạn là gọi là không phải tới tính, mà là kiểu như là các bạn tương đối là suôn sẻ, nghĩa là các bạn ít nhìn thấy những cái đau khổ cuộc đời ha. Giống như là các bạn tương đối là trắng đó, gian trang giấy trắng đó, kiểu vậy á. Cho nên bây giờ, và các bạn là một người khá là may mắn, cho nên bây giờ mình cảm thấy là các bạn sắp có một cái việc gì đó nó xảy ra trong cuộc sống các bạn. Và cái việc này nó có thể là nó là dạng như kiểu là các bạn phát hiện ra được một cái sự thật nào đó mà các bạn không mong muốn lắm. Hoặc là các bạn nhận ra được một một cái sự thật nào đó mà cái điều này nó khiến cho các bạn cảm thấy khó chịu, cảm thấy các bạn cảm thấy mình không thể chấp nhận được. Hoặc là trước giờ các bạn không quen nhìn thấy những cái sự xảo quyệt, những cái mưu mô trong cuộc sống, thì bây giờ cái tình huống này nó ép các bạn phải đón nhận. Thì mình thấy á, cho dù các bạn nằm ở trong trường hợp nào thì giống như cái câu cái lá đó đó, tất cả mọi thứ nó diễn ra đều là vì phục vụ cho chính bản thân các bạn. Và đó là những trải nghiệm. Những cái trải nghiệm đó khiến cho các bạn hiểu được một điều á, đó là cái hạnh phúc của các bạn á, nếu các bạn muốn cái hạnh phúc đó nó lâu dài, nó vĩnh cửu, nó mãi mãi á, thì nó phải đến từ chính trong các bạn. Các bạn là người làm cho chính mình hạnh phúc, chứ không phải các bạn là người làm cho người khác hạnh phúc. Đối với cái lá bài of Wands này ở đây á, nó cho mình một cái hình dung về một cái giống như là một đứa trẻ, một cái người trẻ tuổi, mà người đó lúc nào cũng phải có những cái người vây quanh, những cái người tung hô những cái tình yêu từ cái người khác thì họ mới hạnh phúc. Cho nên các bạn phải trải qua một cái giai đoạn mà nó chao đảo, nó đánh vỡ, nó đánh sập đi cái nhân sinh quan đó của các bạn, nó đánh sập đi cái điều đó của các bạn, để các bạn nhận thấy rằng các bạn mới phải là cái người chịu trách nhiệm cho cái hạnh phúc của cá nhân mình. Và ở đây á, mình thấy á, thật ra mình thấy á, là cái việc này là nó tạo điều kiện để cho các bạn nhìn lại những cái gì trong cuộc sống các bạn, trong không chỉ trong cuộc sống tình cảm mà là còn trong công việc, trong các mối quan hệ khác và trong chính cái quan điểm các bạn về cuộc sống. Mình thấy là sau đó thì các bạn cũng sẽ tạo ra được, gọi là tạo ra được một cái không gian mới. Và cái không gian tình cảm mới này mình cảm thấy là nó đơn thuần hơn. Nó không phải là tình yêu với ai cả, mà nó chỉ là tình yêu với chính cá nhân các bạn. Và nó là một cái tình yêu rất là thuần túy á. Và các bạn sẽ tập trung nhiều hơn vào bản thân mình, vào cuộc sống các bạn, và kiểu con tim sẽ vui trở lại thôi. Thật ra đây mình thấy các bạn ở trong cái tụ bài này, các bạn có một cái tinh thần rất là lạc quan, và các bạn kiểu như là các bạn mạnh mẽ đứng dậy sau những cái gì sụp đổ, sau những cái giông bão. Nhưng mà các bạn không phải là các bạn không biết đau, mà là các bạn có cái sự hồi phục, và các bạn nhìn vào những cái khía cạnh nó tốt đẹp trong cuộc sống. Cũng có thể các bạn là một cái dạng người mà nếu như các bạn rất 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 là xui trong một cái chuyện gì đó, thì các bạn sẽ được đền bù ở trong một cái vấn đề khác. Và ở đây mình thấy có một cái điều là thường đó nha, thật ra cái này là mình thấy thôi, bởi vì những cái người mà họ có khả năng mà họ phục hồi như vậy á, mình khỏe, mình an ủi như vậy á, thì đôi khi á, thấy đôi khi các bạn không có bị đẩy đến một cái giới hạn để cho các bạn chịu thật sự là nhìn nhận. Và đôi khi các bạn sẽ bị cái vấn đề là các bạn chỉ chữa được cái phần bề mặt thôi, chứ thật ra cái phần bên trong á, nó không có chữa được. Giống như là các bạn hôm nay các bạn chia tay người yêu, thì các bạn có thể ngày mai các bạn đi chơi với bạn bè, các bạn đi chơi với hội nhóm thế này thế kia, để cho các bạn khỏa lấp những cái buồn đó, để cho các bạn tìm kiếm một cái điều gì đó. Thì ở đây mình hy vọng nếu các bạn ở trong cái tình huống đó, thì các bạn sẽ thử cái cách là chúng ta nhìn vào bản thân chúng ta nhìn sâu vào bản thân chúng ta, để chúng ta có thể có được những cái nhìn nhận nó triệt để hơn về cái vấn đề đó, về cái bài học đó, để chúng ta không phải học lại nữa, để chúng ta không phải có những cái trải nghiệm đó nữa.
Và có một cái điều nó nguy hiểm hơn á, đó là cái trạng thái mà lững lờ á, có nghĩa là các bạn không có bị đẩy đến đủ cái độ đau để mà các bạn có thể có những cái sự bứt phá ở bên trong mình. Thì cho nên mình thật sự thì mình cũng không hy vọng là các bạn sẽ gặp những cái tình huống mà các bạn thật sự đau đớn để mà các bạn phải phải có những cái sự thay đổi. Nhưng mà nhưng mà giống như cái câu đó nói, tất cả mọi thứ đều diễn ra cho bạn. Nếu như một ngày nào đó các bạn bị đẩy đến một cái tình huống như thế, thì mình hy vọng là các bạn có thể ngồi xuống và chúng ta nhìn nhận về cái cá nhân của chúng ta. Chúng ta nhìn nhận lại về cái câu chuyện và cái vấn đề đó, để cho chúng ta có nhiều cái hiểu hơn về bản thân mình. Trong một cái tương tác của các bạn với người khác, các bạn thường á, là chúng ta sẽ hiểu rất là nhiều điều về cá nhân mình, về bản thân mình. Và tất cả những câu trả lời nó đều nằm bên trong các bạn. Và mình hy vọng là các bạn sẽ dần dần chúng ta không có cái xu hướng là chúng ta tìm kiếm cái câu trả lời từ khía cạnh bên ngoài nữa, từ những cái điều bên ngoài nữa. Và ở đây á, cái vấn đề đột ngột mà các bạn phát hiện, các bạn nhìn thấy á, nó khiến cho các bạn chịu một cú sốc á, thì mình thấy rằng cái dấu hiệu của nó đã xuất hiện rồi. Có nghĩa là những cái mầm mống đã xuất hiện rồi, nhưng mà có thể thứ nhất là các bạn cố tình lơ đi, thứ hai là các bạn không đủ sự chú ý vào nó. Nếu các bạn nhìn sâu và các bạn để ý một chút vào tiểu tiết, vào chi tiết á, thì mình tin rằng các bạn sẽ hiểu được và sẽ rất là sớm biết được cái việc đó là việc gì. Ok, và đó là những gì mà mình nhìn thấy dành cho các bạn ở tụ bài thứ tư. Mình hy vọng là mang được những cái thông tin có ích dành cho các bạn. Mình chúc các bạn may mắn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trải bài và hẹn gặp lại các bạn trong những trải bài sau. Tạm biệt.